Ok và hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF và mình là Long. Thì trong video này, Long sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà các bạn chơi và kiếm được tiền tại cái tựa game Brilliant Crypto. Nhưng mà trước khi vào cái nội dung chính thì Long muốn nhắc lại một số thứ. Kiểu như con game Brilliant này tôi đã chơi khoảng một năm mấy rồi, có nghĩa là từ trước khi cái video một năm này xuất hiện á, Long đã chơi rồi và có những cái bản test đầu tiên á. Thì đây là cái beta test lần thứ 3 và cũng như là sau đó game đã ra mắt cái phiên bản chính thức cho tới thời điểm hiện tại. Và như mọi người thấy là mình cũng đã có những cái video hướng dẫn trước đó cũng như là nạp rút các thứ. Tuy nhiên là những cái video này có vẻ như nó vẫn còn thiếu thông tin và nó không mang lại đầy đủ thông tin dành cho những bạn nào muốn chơi và kiếm tiền tại cái tựa game này. Và như cái thumbnail bên ngoài cũng như cái tiêu đề bên ngoài các bạn cũng có thể hình dung được, chúng ta có thể kiếm được 50.000 cho tới 100.000 từ cái tựa game này với cái giá của cái đồng tiền trong game này hiện tại là ở mức độ đó. Có thể nếu như nó tăng thì các bạn sẽ kiếm được nhiều hơn. Rồi, bây giờ sẽ không dài dòng nữa, mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Đầu tiên, để mà tải được game thì các bạn sẽ cần phải vô trang web của cái dự án Brilliant Crypto này. Long sẽ để nó ngay phía dưới phần mô tả các bạn ha. Ở đây á thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái phương thức để mà các bạn tải game về và chơi và kiếm tiền. Thì ở đây mình đang dùng Windows nên mình sẽ chọn tải cái bản Windows về, sau đó các bạn giải nén ra và các bạn chơi game. Và sau khi các bạn đã tải xong rồi thì đây là giao diện của game khi mà các bạn mới bắt đầu. Bây giờ các bạn nhấn chuột phải vô màn hình, à chuột trái các bạn, sau đó các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bấm Create Account các bạn. Rồi mình sẽ chọn Yes. Và ở đây á thì các bạn chọn giúp cho Long là vùng là Japan các bạn ha. Rồi, Japan các bạn chọn Next. Tiếp theo thì các bạn bấm vô trong cái dòng trắng nè. Rồi các bạn kéo hết xuống dưới. Nói chung là cũng không biết có cái gì ở trong nữa, mình cũng làm biến động lắm các bạn ơi. Mình chỉ biết là nó kiếm được tiền và các bạn có thể chơi miễn phí và kiếm được tiền luôn. Đây là cái bước này chúng ta sẽ bỏ qua ha. Hoặc là nếu các bạn rảnh thì các bạn có thể đọc maybe tùy vô cái hướng của mọi người. Ấy, cái này mình khá là muốn đọc nha, nhưng mà thôi, mình đang làm video, mình sẽ nhanh. Ở đây thì tôi sẽ nhập một cái email mình đang sử dụng. Sau đó các bạn chọn Next và ở đây thì các bạn bấm nhập cái code nó gửi về email của mình các bạn ha. Rồi ok, và sau khi mà các bạn đã nhập code xong, các bạn chọn Next tiếp một lần nữa và nhập cho mình cái password vào đây. Đương nhiên là cái password của mình thì nhập như thế nào cũng được hết, không có vấn đề gì cả mọi người. Và sau đó, à không, nó có một cái lưu ý là các bạn cần phải thêm một ký tự đặc biệt vô nữa thì mới có thể hoàn thành nha. Rồi, chọn confirm các bạn. Sau khi các bạn đăng ký xong, ở bước này nó sẽ có một cái phần là chọn tên và cũng như là cái nơi sinh sống của mình. Tôi sẽ ghi là Tokyo, tại vì hồi nãy mình chọn Regan là bên Japan đúng không? Rồi tên thì Deep Miner. Ok, Miner Deep. Và bây giờ mình chọn Type B, Type A, ok cái này đi. No, kiểu kia xấu quá các bạn. Rồi, nói chung là cái này các bạn tự chọn nha, mình sẽ skip qua các bạn. Rồi, và sau khi các bạn đã đăng ký tài khoản xong, các bạn đã đặt tên cho mình xong thì đây sẽ là giao diện chính mà các bạn thấy khi mà các bạn vô game. Và tại đây á thì game này các bạn sẽ không cần phải đầu tư bất kỳ điều gì hết, trừ khi các bạn muốn đầu tư. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cách đầu tiên là các bạn sẽ không đầu tư ha. Tại vì nếu mà nói về đầu tư cúp á, mình đã có một cái video rồi, các bạn hãy xem video đó. Nhưng mà các bạn hãy hiểu game trước, các bạn hãy có vốn và có kiến thức về cái tựa game này trước rồi hãy đầu tư. Và tại bước này thì các bạn làm thêm cho Long một bước nữa cực kỳ quan trọng. Bước này sẽ giúp cho các bạn rút được tiền và cũng như là bán được những cái đồng tiền mà các bạn nhận được từ game các bạn cày. Các bạn sẽ chọn vô phần wallet thì đây là cái phần ví các bạn ha. Rồi, và tại đây á như các bạn đang thấy trên màn hình thì Long đã có được cho mình cái ví rồi. Nhưng nếu như các bạn là một cái người mới á thì như trên màn hình đây mới là thứ mà nó hiển thị cho các bạn. Sau đó các bạn sẽ chọn vô cái phần là import wallet. Rồi chỗ này nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập 12 ký tự. Thì câu hỏi đặt ra là 12 ký tự này các bạn nên lấy ở đâu? Bây giờ các bạn sẽ cùng với Long sang phần MetaMask. Đây là cái ứng dụng MetaMask các bạn ha. Và cái video để mà hướng dẫn các bạn tạo ví MetaMask như thế nào á, mình sẽ để nó ngay dưới phần mô tả của video này luôn. Các bạn hãy kéo xuống dưới và coi kỹ là giúp Long nha. Còn ở đây mình sẽ làm nhanh để mà cho các bạn biết là mình lấy 12 ký tự đó ở đâu và cũng như là những cái lưu ý mà các bạn cần phải nhớ. Thì các bạn chỉ cần coi qua cái video hướng dẫn tạo ví MetaMask mình để dưới mô tả thôi, các bạn sẽ biết cách để mà tạo rồi, không có gì khó cả. Nhưng mà có nhiều bạn hỏi mình là 12 ký tự lấy ở đâu, thì bây giờ đây sẽ là bước mà mình nói cho các bạn biết luôn. Khi mà các bạn chọn giống như Long rồi, các bạn sẽ bấm hiện cụm từ khôi phục. Thì đây sẽ là 12 ký tự mà các bạn cần phải copy nó và sau đó nhập vô bên trong game. Thì lúc đó bên trong game của các bạn nó sẽ hiển thị giống như cái màn hình của Long ở đây. Rồi, và cũng như các bạn hãy nhớ là lưu kỹ 12 ký tự này lại, vì nó sẽ là cái mã để giúp cho các bạn đăng nhập được vô cái ví của mình, cũng như là không cho ai biết các bạn ha. Vì nếu như có người khác biết thì họ cũng có thể vô và lấy tiền của bạn luôn. Rồi, đó là cách để mà các bạn lấy 12 ký tự. Vậy là mình đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên là cách để mà đăng nhập ví của mình cùng với lại cái tài khoản game rồi các bạn ha. Và sau khi mà các bạn đã đăng nhập cái ví MetaMask trên web với lại cái tài khoản game rồi thì khi mà các bạn đào xong token á, tiền nó sẽ được chuyển thẳng trực tiếp về cái ví MetaMask này của các bạn. Thì việc của các bạn á, ngay lúc này là các bạn sẽ vô phần ví MetaMask của mình, sau đó các bạn chọn phần nhập token. Tiếp theo các bạn chọn vô phần token tùy chỉnh. Ở đây á, Long sẽ để cái hợp đồng
của cái đồng Brilliant này phía dưới phần mô tả luôn. Các bạn copy cái đó và các bạn dán vô đây, thì lúc này các bạn sẽ được hiện cái dòng Brilliant bên trong ví của mình luôn. Có nghĩa là mỗi lần mà các bạn cày xong á, nó sẽ chuyển tiền trực tiếp về cái ví này và nó hiện tiền ngay trên đây luôn. Sau đó thì các bạn sẽ chọn phần Real, sau các bạn chọn hoán đổi, rồi các bạn đổi nó thành USDT. Đó, thì đây mình sẽ nói cơ bản thôi, còn video sau mình sẽ nói rõ hơn và cũng như là cách để mà các bạn rút được tiền, cũng như là mình sẽ tìm cách để mà hỗ trợ các bạn rút được tiền về VND luôn thông qua những anh em đồng hành cùng với Long tại DF các bạn ha. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu về cheating airdrop hoặc là muốn cài nhiều tài khoản game với cái thể loại game mà chơi trên web thì MoLogin có thể hỗ trợ cho các bạn về cái vấn đề này và còn có thể đồng bộ các cái tab game với nhau nữa. Song song với đó thì MoLogin còn có cả cái tính năng Cloud Phone để mà các bạn có thể chơi những cái tựa game trên điện thoại. Nếu các bạn đăng ký MoLogin thông qua link đăng ký của team DF thì sẽ được miễn phí 50 profile trong 15 ngày để mà trải nghiệm MoLogin, và cái link đăng ký MoLogin thì Long có để dưới phần mô tả mọi người nha. Bây giờ sẽ quay lại vào game, vì đây là cái bước mà mình sẽ nói rõ hơn trong video rút tiền phía sau nữa. Còn video này sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách để mà các bạn đào làm sao cho nó có hiệu quả hơn, có kiến thức hơn để mà các bạn kiếm được tiền nhanh nhất có thể. Ở đây thì trước mắt Long sẽ làm mẫu bằng cách là mình vô phần Gold Mining Ash Cooler trước. Thì đây là cái phần mà các bạn có thể tập, các bạn có thể chơi một cách nó tự do hơn vì nó được mở công khai. Mình sẽ bắt đầu tìm cho mình một cái đảo linh tinh đi ha. Rồi, và sau một khoảng thời gian tìm kiếm thì mình không thể nào tìm được một cái đảo level 24. Nhưng mà ít nhất video này Long sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin nhất về cách chơi và cách làm sao để mà các bạn tối ưu cái việc chơi cái tựa game này ha. Kiểu như vậy thôi, mình chỉ cố gắng làm sao để mà các bạn tiếp cận được sớm nhất có thể khi mà các bạn chơi game, các bạn kiếm tiền. Đầu tiên á, mình sẽ nói về cái máy dò trước. Máy dò này nó sẽ có cái cấp bậc đầu tiên là cái máy dò như thế này các bạn ha. Rất là nhỏ luôn, cái phạm vi của nó gần như là chút ép thôi. Còn khi mà các bạn lên được cấp 10, và cái cấp độ á, nó sẽ tính theo việc là các bạn tăng cấp ở cái núi này các bạn ha. Đây, hiện tại là cái đảo này đang là 22. Vậy thì khi mà nó đạt cấp 10 á, thì cái máy dò này sẽ lên được nấc thứ 2. Nó rộng hơn một xíu các bạn. Và cứ như vậy, khi mà nó lên cấp 20 thì nó sẽ lên được móc thứ 3, là móc như thế này các bạn ha. Cái phạm vi của nó mọi người có thể nhìn bằng mắt thường luôn nè. Và cuối cùng sẽ là móc thứ 4, đó là lúc mà các bạn đạt được cái level núi này ở 24. Thì nó phải nói là siêu rộng luôn các bạn. Và lúc đó các bạn có thể dò được đá rất là dễ luôn. Và cái mốc này là cái mốc mà không ai muốn nó phải đạt tới hết. Vì khi mà đạt lên 24 á, có nghĩa là lúc đó cái đảo của mình nó phải 4/5 như thế này nè. Nó cực kỳ khó luôn. Và một cái lưu ý nữa là để mà các bạn hoàn thành được một cái đảo cho một cái người chủ cúp á, thì các bạn còn phải đạt được cho mình là 5/5 cái viên đá màu này. Thì lúc đó cái đảo này nó mới được kết thúc. Đó là cái nhiệm vụ của cái việc mà mình đi đào. Sau đó thì các bạn muốn đào bao nhiêu viên đá trắng cũng được. Đó, cái này thì mình sẽ nói chuyện với là cái người chủ cúp ha. Rồi, đó là nói về cái cơ chế của cái máy dò. Tiếp theo mình sẽ nói về cơ chế kiếm tiền của cái tựa game này trước. Khi mà mọi người vô đây, mọi người chơi game á, thì các bạn sẽ kiếm được tiền thông qua việc là các bạn đào những cái viên đá giống vậy nè, những viên đá trắng, những viên đá màu ha. Và như các bạn đang thấy trên màn hình thì những cái cục đá màu xanh xanh nước biển này nè, khi mà mình đào á, nó sẽ có tỷ lệ ra hai loại, một loại là đá trắng, một loại là đá màu. Thì lúc này á, các bạn đào được cái loại nào đi chăng nữa, các bạn cũng sẽ kiếm được token luôn. Nhưng mà có một điều các bạn cần phải lưu ý, đó là ở phần share rate nè, cái phần gọi là tỷ lệ chia á, các bạn cần phải hiểu là của các bạn là 90% hay là 70% hay 80%, nó sẽ tùy thuộc vào cái này mà các bạn nhận được nhiều hay ít. Ví dụ như một cục đá trắng nó sẽ có tương ứng là 1 brilliant, thì lúc này mọi người sẽ kiếm được 0.9 khi mà các bạn được chia sẻ 90%. Nhưng mà cái này á, thường là do cái đảo này nó quá cùi nên là người ta mới share 90% thôi. Chứ thường hiện tại mình thấy đang là 70 và 75% là phần lớn. Cũng như cho các bạn biết là một token Brilliant hiện tại với giá bao nhiêu tiền nha. Rồi, và đây là giá của một token Brilliant hiện tại. Có nghĩa là hiện tại nó đang có giá là 0.075 đô trên một token các bạn ha, là một đồng á. Khi mà các bạn có 10 đồng, các bạn sẽ có được 0.75 đô. Nó sẽ đâu đó là khoảng gần 20 ngàn các bạn ha. Thì để mà các bạn kiếm được một ngày 50 ngàn á, thì nó đâu đó là khoảng 2 đô đi. Với 2 đô thì các bạn cần phải đào và kiếm được cho mình là 26 cái đồng Brill này. Hoặc kể như bây giờ các bạn mà muốn kiếm nhiều hơn, kiểu như là 75 ngàn, thì các bạn cần phải kiếm được 3 đô. Thì nó sẽ nằm ở mức độ là 39 Brill. Và cứ như vậy các bạn đi lên ha, 100 ngàn một ngày thì nó sẽ yêu cầu các bạn là đào được tầm 50 cục Brill. Đó, thì mọi người có thể hình dung được cái mô típ nó sẽ là như vậy. Và trong cái mảng này á, hiện tại mình thấy đang có khá là nhiều nghề. Nghề đầu tiên á, là cái nghề mà kiểu như các bạn sẽ chơi game và các bạn cày cái level núi cho người ta, người ta cũng sẽ trả tiền cho các bạn. Kiểu như các bạn cày từ cấp 5 lên cấp 20, các bạn sẽ kiếm được đâu đó là, đó là cũng được một phần tiền rồi.
Mặc kệ như có nhiều người có một cái nghề nữa là cứ mà cái đảo nào mà 4 trên 5 giống như thế này nè, người ta sẽ vô người ta kiếm viên cuối với giá là 5 bril cho một viên cuối như thế này. Nó cũng sẽ là một nghề các bạn ha. Rồi còn một vài nghề nữa, tuy nhiên là những cái nghề khác thì mình nghĩ là nó yêu cầu cái kỹ năng cao hơn. Thì cái này sẽ là do các bạn chơi và các bạn tìm hiểu để mà các bạn nâng cao kỹ năng của mình để mà tiếp cận những cái nghề đó ha. Rồi và tiếp theo là một cái thông tin nữa dành cho những bạn nào chơi game và muốn cày cấp từ cái tựa game này á. Kiểu như là các bạn sẽ vô chơi và các bạn cày level núi á, thì nó sẽ có những cái mốc mà các bạn cần phải để ý như sau. Đầu tiên á, cấp 1 thì các bạn cũng sẽ không đào được gì hết. Cái gì các bạn cũng cần phải gõ 2-3 cái nó mới bể cả. Tuy nhiên là khi mà các bạn lên cấp 5 thì với cái loại đá màu sáng sáng như thế này nè các bạn ghi nhớ cái màu đá này nha. Thì các bạn chỉ cần gõ một cái là nó sẽ bể. Khi mà các bạn đạt cấp 5 thì các bạn sẽ làm được điều này. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần đá thứ hai là khi mà các bạn đạt được cấp 15, các bạn sẽ tiếp tục gõ được cho mình một cái loại đá nữa, đó là cái đá màu nâu nâu này các bạn ha. Khi mà các bạn đạt được cấp 15 thì các bạn sẽ gõ một phát và đi luôn cái cục đá này. Đó là điều thứ hai. Và tiếp theo là một loại đá nữa. Và đây là một cái loại đá thứ ba trong cái tựa game này. Đó là cái loại đá mà có cái màu nhìn như màu đồng vậy các bạn. Đây, thì khi mà các bạn đạt được level 23, các bạn sẽ gõ một cái và nó đi luôn. Và với từng loại đá từ cấp 5, cấp 15 và cấp 23 thì cứ mỗi một loại đá cấp càng cao á thì nó sẽ cho các bạn kinh nghiệm càng nhiều. Kiểu như cái loại này đi, mình gõ một cái, các bạn nhận được 37 kinh nghiệm nè. Còn cái loại màu nâu nâu này, các bạn gõ một cái nó không gõ nguyên một cục bự các bạn ha, thì nó sẽ được 50. Còn kiểu như cái cục mà các bạn cần phải đạt level 23 này nè thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhiều hơn, nhưng cái kinh nghiệm nhận lại cũng là 100 mấy luôn, nó khá là nhiều. Đó, thì đó là lý do mà chúng ta cần phải biết cái điều này để mà có thể cày được cái level của cái núi của mình. Rồi và song song với đó thì khi mà các bạn đào những cái loại đá mà Long vừa đề xuất vừa rồi á, những cái bãi đá mà level 5, level 15 rồi level 23 thì bên trong những cái bãi đá đó các bạn sẽ thường xuyên và gặp được cho mình một cái cục màu vàng vàng giống như thế này nè. Thì cái cục này nó sẽ cho các bạn kinh nghiệm. Đây cũng sẽ là một cái nguồn kinh nghiệm cực kỳ lớn khi mà các bạn cày cấp cho một cái núi mà các bạn đang chơi luôn. Và đó mới chính là thứ mà giúp cho các bạn lên cấp nhanh nhất. Rồi và tiếp theo sẽ là một quy tắc nữa dành cho những bạn nào muốn chơi và kiếm tiền từ cái tựa game này. Nó là một cái quy tắc giúp cho chính các bạn cũng như là cái người chủ cúp đó sẽ có một cái tinh thần nó kiểu cởi mở hơn, là đôi bên cùng có lợi. Đó là thay vì việc mà các bạn chỉ cần tập trung vào và cày cấp ở giai đoạn đầu á, thì tùy người họ có mỗi một cái cách nhìn khác nhau các bạn. Có nhiều người á thì họ muốn là các bạn cứ cày cấp đi, sao các bạn dò một lượt luôn cho nó tiện, với lại cho nó không có bị thiếu sót. Tuy nhiên là có một số người họ sẽ rất là kỹ trong việc mà nói về cúp của họ, nên là các bạn cần phải vừa đào và vừa kiếm cho mình những cái cục đá trên quãng đường mà các bạn đi luôn. Và với những cái kiểu người như vậy thì các bạn bắt buộc là chỉ được đào lên cấp 10 thôi. Sau đó thì các bạn bắt buộc phải đi tìm cho mình những cái bãi nào mà các bạn có thể ra được đá. Vậy thì cách để mà đào đá hợp lý nhất là như thế nào? Đầu tiên á thì game này nó sẽ có một cái nút nữa là nút tab các bạn. Các bạn nhấn vào chữ tab, sau đó các bạn chọn vào phần teleport này nè. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiển thị ra nguyên cái bản đồ của cái núi này. Ví dụ như ở đây thì có một người họ đã đào được những cái khoảng như thế này rồi. Họ đã đào được những cái khoảng bên đây rồi và cuối cùng là bên đây rồi. Và cái khu ở giữa này nè, người ta đang bỏ qua các bạn ha. Vậy nếu như mình là một cái người mới bắt đầu thì bây giờ mình sẽ đi vô mình mò thử. Bây giờ mình sẽ đi lại cái đường mà người ta đã đi qua các bạn ha. Đầu tiên nè, các bạn để ý cái công thức á, là các bạn sẽ cần đi và đào theo bên vách đá thôi, các bạn không có đào loạn lên ha. Tại vì á, mọi người chơi á thì cái việc dò của chúng ta nó sẽ đến từ việc là các bạn dò sát vách đá. Bên trong những cái loại đá mềm này nè, bên trong những cái loại đá kinh nghiệm á thì nó sẽ không có những cái viên đá để mà rớt token ra các bạn ha. Nó chỉ xuất hiện những cái loại đá rớt token ra trong những cái loại đá màu trắng trắng này thôi. Và cái đặc điểm của nó nữa là những cái bãi đá trắng trắng này nè, nếu như nó nằm đơn lẻ thì khả năng rất cao là các bạn sẽ không có thể nào kiếm được cho mình cái token đó. Tuy nhiên nếu như các bạn đào đá kinh nghiệm giống như này nè, thì kế bên những cái vách đá trắng gần những cái bãi kinh nghiệm á, tỷ lệ rất cao là các bạn sẽ tìm kiếm được cho mình những cái cục đá có token bên trong đó, có tiền bên trong đó. Cho nên thường chúng ta sẽ đi theo, men theo cái đường mà có đá kinh nghiệm. Sau đó thì tại chỗ này các bạn cũng sẽ rà sát dách luôn. Và đó là cách đi. Và mỗi lần mà các bạn di chuyển như vậy á, thì các bạn hãy sử dụng thêm cái số 5. Thì cái số 5 này nó sẽ giúp cho các bạn là đánh dấu cái địa điểm đó lại. Là các bạn đã đi qua chưa hay là các bạn đã dò như thế nào. Thì các bạn hãy dùng cái này linh hoạt một xíu để giúp cho các bạn nhớ được cái địa điểm mà các bạn đã lưu và các bạn đã đi qua. Rồi, tổng kết lại thì cái cách đầu tiên sẽ là chúng ta đào men theo những cái lớp đá kinh nghiệm này các bạn ha. Ví dụ như một cái bãi đá như thế này, các bạn sẽ đi vào rồi các bạn đào men sang cái lớp đá đó. Và cố gắng là mình sẽ đi sát cái vách màu trắng luôn các bạn. Có nghĩa là các bạn sẽ đi men theo cái con đường mà giống như Long đang đào xuống nè. Mình sẽ luôn
tiếp xúc với lại cái lớp đá màu trắng bên đây các bạn ha. Vì cái lớp bên đây rất là thường xuyên và thậm chí là tỷ lệ cực kỳ cao để mà các bạn có thể dò được cho mình những cái viên đá mà có tiền bên trong đó luôn. Và phải nói là hả, ví dụ như trong những trường hợp mà nó có một cái tỷ lệ ra đá cực kỳ thấp rồi, và lúc này á, cái điều mà những cái người thợ chuyên nghiệp họ làm á các bạn, là họ đi tìm lại những cái bãi đá nào mà có bãi kinh nghiệm á, giống như cái bãi đá giống như thế này nè các bạn. Sau khi mà họ đã tìm xong rồi á, thì họ sẽ đục con đường vô thẳng bên trong cái lớp đá có kinh nghiệm giống như thế này. Sau đó thì người ta sẽ đi sát cái vách này luôn các bạn ha. Thì cứ đi sát vách, họ sẽ kiếm được cho mình những cái viên đá có tiền bên trong đó, người ta gọi là có token bên trong á. Và đó là quy tắc để mà các bạn có thể chơi được cái tựa game này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đào xong cái cục này đó. Ok, và mình đã mò ra xong cục đá này các bạn ha. Thì đây là một cục đá màu trắng các bạn. Có một cái lưu ý nữa là những cái cục đá màu á, thường nó sẽ không bị dính sát vô trong cục đá màu trắng giống như này các bạn. Kiểu cái nền này nè, nó sẽ bị không dính sát á, tại vì là dính sát vô thường là do cục này bên trong nó nhỏ quá nên nó mới dính như vậy. Còn bình thường cục đá màu á thì nó sẽ bị rộng hơn rất là nhiều các bạn ha. Mình nghe không làm ở đây có hai cục lận. Dạ. Yeah. Nhưng mà làm mẫu thôi, mình làm biến đạo quá. Ok, rồi. Vậy thì tóm tắt lại cái công thức để mà các bạn có thể chơi được á. Và đầu tiên, vô thì các bạn thường sẽ là được một cái đảo cấp 5. Và các bạn nhớ nha, các bạn nhớ là các bạn ưu tiên đi tìm cho mình những cái đảo mà có vé á. Còn trong giai đoạn mà các bạn chưa có kỹ năng á, thì các bạn có thể lựa cho mình những cái đảo bình thường thôi cũng được. Nhưng mà khi mà các bạn có kỹ năng rồi á, các bạn tìm những cái đảo có vé. Và những cái đảo có vé thường á, là các bạn sẽ khởi đầu với level 5. Thì cái người chủ cúp á, họ sẽ tìm cách để mà tối ưu cái giai đoạn đầu cho các bạn. Thì lúc này á, cái việc mình đã lên cấp 5 rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần đào lên cấp 10 nữa thôi, là các bạn đang mở khóa cho mình cái giò thứ hai. Và dựa trên cái điều đó thì các bạn cứ đi tìm những cái bãi đá xung quanh giống như thế này nè. Mình sẽ đào đi vô trong, sau đó các bạn men theo cái vách đá trắng theo viền các bạn ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi và dò cho mình những cục đá thôi. Thì nhớ là chơi xong á, thì nhớ là đánh dấu lại làm sao cho mình nhớ là à, cái đường đó mình từng đi qua rồi các bạn ha. Mình thấy mấy thợ chuyên nghiệp á, người ta hay làm kiểu như vậy. Còn bản thân Long không phải là một thợ chuyên nghiệp, cũng không phải là một chủ cúp chuyên nghiệp luôn các bạn. Mình chỉ là một người chơi có thâm niên lâu năm thôi. Đó, thì như mọi người thấy nè, cứ cái hang này giống như thế này á, là người ta sẽ đi vô. Nhưng mà cách đào này hơi kỳ nha, tại vì đi kiểu này là không có đường để mà mình, nói chung là khó đi á các bạn. Đó, thì các bạn có thể đào thẳng vô thì nó sẽ ok hơn. Hoặc là tùy theo cách mà mọi người chơi ha. Cứ là một cái bãi mà có kinh nghiệm thì các bạn cứ đào vô, sau đó các bạn đi sát vách. Đi như vậy á, thứ nhất á, nó sẽ giúp cho bản thân các bạn dễ dò. Thứ hai, kể cả các bạn đào không được hay là các bạn có vấn đề gì á, các bạn bỏ cái đảo đó thì cũng có thể là sẽ giúp cho những người sau nữa. Rồi, và đó là nói về cách chơi. Rồi, ok, thì đây là video mà Long muốn làm với mục đích là có thể giúp cho các bạn mới bắt đầu với cái tựa game này một cách dễ dàng hơn và dễ chơi hơn, cũng như là dễ kiếm tiền hơn. Thì hy vọng là nó có thể giúp cho các bạn một cái điều gì đó. Còn nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì về cách chơi và cách làm sao mà tối ưu á, thì các bạn có thể comment dưới video là cách thứ nhất nè. Và cách thứ hai là các bạn hãy tham gia vào Discord của DF các bạn ha. Thì trong đây chúng ta có một cái room mà gần như là cái room này ngày nào cũng hoạt động hết các bạn. Các bạn có thể vô đây. Thì ở đây có TA, có anh Sĩ, với lại có anh Navi nữa, anh Nhật. Mấy anh em kiểu là một thợ đào lâu năm rồi các bạn. Mấy anh em này chơi cùng với Long từ cái bản test lần trước rồi. Có nghĩa là họ đã có cái thâm niên chơi game này một năm rồi. Và mấy anh em ở đây chơi game gần như là xuyên suốt rồi. Nên là kỹ năng của mấy anh em này gần như là hoàn hảo. Chỉ có Long là nó hơi bị sai lệch về cái thời gian chơi thôi. Kiểu nó bị lỏ đó các bạn. Thì mọi người có thể lên đây hỏi hoặc là coi mấy anh em livestream ở trển rồi học hỏi theo cũng được. Còn không thì các bạn hãy comment dưới video. Long sẽ đọc hết những cái câu hỏi mà các bạn yêu cầu về game. Sau đó mình đúc kết lại và mình tiếp tục đưa ra những cái giải pháp cho các bạn ha. Còn nói về cái cách rút tiền, làm sao mà cho nó dễ nhất, làm sao mà cho tối ưu nhất á, thì video sau mình sẽ làm rõ hơn cho các bạn luôn. Tóm lại á, thì cái việc rút tiền á, Long sẽ làm sao cho nó tối giản nhất có thể để mà các bạn chỉ cần đào và sau đó rút ra, rồi tiền sẽ về thẳng ngân hàng của các bạn luôn. Thì đó sẽ là cái tiêu chí của mình trong cái việc tiếp tục làm nội dung về con Freeland Crypto này. Ok, và mình là Long, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các bạn trong những video kế tiếp của DF. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái cộng đồng chơi game và kiếm tiền thì DF GameFi sẽ là nơi rất phù hợp dành cho các bạn. Tại đây, team tụi mình đang hoạt động chính thông qua hai nền tảng. Nền tảng đầu tiên là Telegram. Đây là cái nền tảng chính mà DF phát triển. Và nói về cái độ hoạt động những cái group GameFi tại Telegram ở Việt Nam á, thì group mình đang gần
như là dẫn đầu. Và tại đây thì các bạn có thể giao lưu với nhiều người chơi khác nhau tại nhiều cái tựa game khác nhau, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm cho mình được những cái hướng dẫn chơi game tại đây thông qua cái việc các bạn sử dụng cái lệnh list game tại Telegram. Sẽ có một cái con bot nó liệt kê những cái tựa game mà team tụi mình đang chạy và cũng sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các bạn tại đó luôn. Hoặc nếu như bạn là một cái người ngại cào phím thì Discord của DF Gamefi sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn. Tại đây thì không có nhiều hướng dẫn nhưng sẽ có cái tiết mục chữa lành và kiếm đồng đội để mà các bạn có thể chơi game.